Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh trong đợt dịch thứ tư lên 545 ca. Trong đó, huyện Văn Lâm ghi nhận chùm 3 ca bệnh trong một gia đình ở thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng liên quan đến người vợ F0 là công nhân công ty Maikido ở khu công nghiệp Phố Nối A ghi nhận ngày 17 tháng 11. Huyện Văn Lâm phong tỏa 2 xóm ở thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng với 51 hộ, 230 nhân khẩu. Tại xã Chỉ Đạo và Lạc Hồng cũng ghi nhận 2 ca bệnh là các F1 đã được cách ly tập trung từ trước. Huyện Ân Thi ghi nhận 2 ca ở xã Phù Ủng và xã Hồ Tùng Mậu là các F1 đã được cách ly từ trước. Huyện Quái Châu ghi nhận 1 ca ở thị trấn Quái Châu qua sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện và 1 ca ở xã Dân Tiến có tiếp xúc với mẹ đẻ là F0 ở khu đô thị Eco Bắc, huyện Văn Giang. Huyện Kim Động ghi nhận 1 ca là lái xe đường dài từ miền Nam về cùng F0 ghi nhận ngày 16 tháng 11. Từ 17 giờ chiều ngày 18 tháng 11, thành phố Hưng Yên dỡ bỏ các vùng cách ly tạm thời trên địa bàn phường An Tảo. Huyện Kim Động cũng dỡ bỏ phong tỏa thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng Thanh sau 14 ngày không phát sinh ca bệnh mới.